Ui, các bạn ơi, đây rồi. Wow, mình đã tìm được một em xe này. Wow, các bạn ơi, đây là một em xe trộn bê tông nhá. Wow, em này có cái kèn ở trên đầu này các bạn này. Ai da, wow. Wow, trộn bê tông quay rất tít nha các bạn nha. Ấy. Wow, ok, mình cho vào trong xô nha các bạn nhá. Nào, mình đi tìm đồ chơi tiếp đi các bạn ơi. Xem nào. Wow, ui, kìa kìa các bạn ơi. Wow, hù. Cái gì đây? Wow, xem nào. Ui, cái gì đây? Wow. Ui, các bạn ơi, đây là một em máy xúc này. Wow, máy xúc lật nha các bạn nha. Một em bulldozer. Wow, hùi. Một em cần cầu nữa này. Excavator. À, em này là crane nha các bạn nha. Hùi, xem nào. Ui, cái khu vườn này có cái gì không? Wow, các bạn ơi. À, ở đây có mấy em xe này. Wow, các bạn ơi, rất là nhiều xe luôn. Wow, em này là em gì đây? Wow, một em cần cẩu thô mắt trên à. Ui, em có cái mắt này, y già, rất là xinh nha. Ấy chà. Ui, đây. Ok, rất là bẩn nha, rất là nhiều bùn nha. Cho vào trong này luôn các bạn ơi. Em này là em gì đây? Quen. Ui xôi, em này đi rất là tít luôn các bạn ơi. Wow, không biết xe gì luôn nha. Tiếp tục đi. Wow, em này là em gì đây? Một em xe chở dầu này các bạn này. Đấy, rất là bẩn luôn. Quen, chiu chiu. Ui, đâm phải em máy xúc rồi các bạn ơi. Wow, một em máy xúc này. Wow, quý cha, múc đất luôn nha. Quen, chiu chiu. Ui xôi, wow, ui, em này xúc rác luôn. Đấy, xúc được rất nhiều lá cây nha các bạn nha. Đấy, cả em này nữa mình cho vào đây nha. Wow, đây là một em xe trộn bê tông rất là to các bạn ạ. Ai chà, wow, em này rất là bẩn luôn các bạn ơi. Ui da, đây, ui các bạn thấy bẩn không? Đấy, chà, ui, wow, rửa sạch nhá. Đấy, em này rất là bẩn luôn. Ok, ok, wow, các bạn ơi, đây là một em xe trộn bê tông rất là cute nhá. Đấy, em này quay được luôn, nó cũng quay tít luôn nhá. Đấy, wow, em này rất là to các bạn ạ. Một em xe trộn bê tông nhá. Nào, chạy ra kia nào. And, ui, đổ luôn. Tiếp tục đi. Ui, ui, một em xe ben. Hay da. À, các bạn ơi, đây là một em cần cẩu này, cần cẩu cứu hộ nhá. Crane, đấy. Còn đây là một em xe trộn bê tông màu vàng này. Bạch 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 bạch. Đấy, cho ra kia nhá. Tiếp tục đi. Ây da, hai em luôn nhá. Ây chà. Wow, các bạn ơi, đây là một em xe chở dầu này. Mobile tanker and bicycle. Một em xe đạp cute. Ây da, cute chưa? À, mình rửa em xe ben ha. Em xe ben rất là to các bạn ơi. Ây chà. Wow. Đấy. Wow, em này quá bẩn các bạn ạ. Đấy. Wow, đây các bạn ơi. Úi xà. Đây, đây xà. Một em đun chắc nhá. Đổ ben luôn này các bạn này. Rồi. Ui, múc nước nhá. Ui xà. Chiu chiu. Úi xà. Múc nước. Này. Chiu chiu. Đổ ben. Úi xời ơi. Này. Đổ ben nào. Wow, u chà, đổ ben quá ác luôn các bạn ạ. Tiếp tục nha. Ui, ai xà các bạn ơi, đây là một em máy xúc excavator. Đấy. Wow, này quá bẩn. Này, một em excavator nha các bạn nha. Em này là chở được 2001 kg, power động cơ rất khỏe. Đấy. Múc nước, ái chả, quen, chiu, ui xa, quen, chiu. Đấy, một em excavator đã được rửa sạch nha các bạn nha. Đây, em này là em gì đây các bạn? Ha ha, một em máy xúc nhìn rất là cute nha các bạn nha. Đấy, rửa nào, ui xa. Quá bẩn, em này quá bẩn luôn các bạn ơi. Đó,
Ôi trời. À, một em xe ben các bạn ạ. Đây là xe ben này, được ben này. Múc nước ở đây các bạn này. Đấy, múc nước ở đây nhá. Ôi, được ben được nhá. Hai giờ gì? Có hai em gấu đang ở đây này. Hai em chó chứ. Chó cu te chứ. Đang ngồi trong xe lái xe nhá. Đấy, còn đây là xúc lật này các bạn này. Đấy, bulldozer em đun chắc nhá. He he. Come on, come on. Đấy, hai em nhá các bạn ơi. Đấy. Na 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 na. Một em xe chở hàng các bạn ơi. Xe tải chở hàng nhá. Đấy. Wow. Các bạn biết em là em gì không? Đây là một em cần cầu này. Cần cầu xe cảnh sát nhé các bạn nha. Police car and crane. Đấy chà. Em này nốt màu xanh nhá. Đi rất là khỏe luôn. Đi bắt cướp các bạn ạ. Đi cẩu nhá. Xe nào vi phạm là móc cẩu ở đây này các bạn này. Móc cẩu đây. Cho về đồn luôn. Bắt luôn. Rồi bắt luôn. Rồi cho vào đây. Đấy thấy chưa. Xe cảnh sát bắt luôn các bạn ạ. Ui, một em máy bay trực thăng rất là bẩn các bạn ơi. À, mình sẽ rửa máy bay nhá. Đấy. Ý chà. Wow. À, xa. Ý, bánh quay tít luôn. Úi dồi. Chiu chiu. À, các bạn ơi, đây là một em máy bay trực thăng helicopter nhá. Em này đây có cái nòng pháo này, có khẩu súng này để bắn này. Đấy, hành khách ngồi trên này nhá. Chú phi công ngồi đây nhá. Đấy. Wow, ok. Tiếp tục đi các bạn ơi. Ui, em máy xúc này to này các bạn này. Ha, rửa em máy xúc mình nhá. Wow. Này bẩn quá các bạn ơi. Wow. À các bạn ơi, đây là một em excavator màu vàng nhá. À máy xúc màu vàng các bạn ạ. Này, 6600 kg, super speed power. Em này chạy rất là nhanh, động cơ rất khỏe. Đấy. Múc nước. Oai chà, chiu, hen, hen, hen. Úi giời, em này cắm cho em ấy luôn nhá. Ôi. Ôi chà. Ui chà, múc nước tắm luôn, em mới tự tắm cho em ấy luôn các bạn ạ. Nào, múc nước tắm nào. Hèn, chiu, chiu, ấy, chiu, cho chú lái máy xúc uống nước đây. Ấy, ok, ra đây nha, ha ha. Tiếp tục nào các bạn ơi. Ấy, cho hết vào trong nước. Ấy, ấy, xa. Ý chà, wow các bạn ơi, tao hồi rửa nhá. Ấy. Một em helicopter, xe máy bay cảnh sát các bạn nhá. Ấy. Còn đây là một em xe chở dầu này. Ây xa. Wow. Một em super tăng A08 nhá. Xe tăng 08 bắn súng luôn. Ây xa. Còn đây là một em xe lưu này các bạn này. Một em roller và một em máy bay trực thăng. Ui, hai em máy bay trực thăng luôn các bạn ơi. Wow, nhiều đồ chơi quá. Ui, đây này các bạn ơi. À, mình thấy cái gì này các bạn. À, đây là một em máy bay trực thăng này. Wow, rất là xịn xò luôn các bạn ơi. Cho vào đây nhá, mình đi tìm tiếp đây các bạn ơi. Ui, ở đằng xa kia có cái gì kia các bạn ơi. Đi kìa. Ai, cái gì đây nhở. Hay. Wow, cái gì đây. Wow, các bạn ơi. Đây là một em xe lưu này. À, một em xe lưu rôn lơ nhá. Màu xanh luôn. Hay, cho vào đây, mình đi tìm tiếp xem nào. Ai da. Hôm nọ mình tìm được ở đây rất là nhiều đồ chơi. Wow, xem nào. Ui, cái kìa. À, lại mình lại nhặt được một em xe nữa này các bạn ơi. Một em xe chở dầu nhá. Chắc tanker, ok. Cho vào đây nhá. À, xem nào, xem còn đồ chơi gì nữa không các bạn nhá. Wow, cái kìa các bạn ơi. Ui, đây là cái gì đây các bạn. Wow, một em xe này. Wen, 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 wen. Ui, 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 em này đã bị đổ rồi các bạn ơi. Bị rơi mất rồi kìa. Mình đổ ben nhá. Đây. Wow, u chà. Em này đã bị rơi rồi các bạn ơi. Đây, mình sẽ nhặt cho vào đây các bạn nhá. Thế nào. Ai, xa. Ok. À, một em xe ben này. Ok. Đấy. Một em xe tăng này. Wow, đây là một em cần cẩu này. Ui, một em xe tăng này. Wow, nhiều quá các bạn ơi. À, một em xe trộn bê tông nữa nhá. Ui, xa, rất là nhiều đồ chơi luôn. Một em máy xúc này. Wow, ok. Rất là bẩn các bạn ơi. Tiếp tục nào. Ui, xa. Wen, 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 wen. Chiu. Em này đã đâm vào em máy xúc rồi các bạn ơi. Ái chà, một em máy xúc nha. Múc đất luôn các bạn ơi. Wen, 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 wen. Wow, em này xúc đất rất là khỏe luôn các bạn ạ. Cho vào đây nhá. Các bạn ơi. Một chiếc xe rất đẹp nhưng mà bị đụng đất rồi các bạn ạ. Ái chà.
Wow. Tên ta đèn. Đố các bạn biết xe gì đây? Đấy. Đây là xe cảnh sát nha các bạn nha. Policy. À, trong đây có một chú cảnh sát này. Ấy chà. Ok. Mình để đây nha. Đấy. Wow. Một chiếc xe máy các bạn ạ. Tên ta đèn. Wow, một chiếc xe máy màu xanh. Rất là đẹp luôn. Bánh nó quay này. Đấy. Ok nha. Ten ten. Wow. Lại một chiếc máy trộn bê tông nữa các bạn ạ. Quay này. Đấy, đang trộn bê tông ấy. Ok nha. Ten ten. Wow. Đây là một chiếc xe đạp. Wow, một chiếc xe đạp rất là đẹp các bạn ạ. Đây, đạp xe đi học nha. Ten ten. Ok. Chiu. Wow. Đây là một chiếc máy bay màu xanh. Máy bay chở khách đấy. Chiu. Wow. Ten ten. Wow, tiếp theo là một chiếc trực thăng nha. Wow, một chiếc trực thăng màu vàng này. Đấy, làm cất cánh ấy. Chiu chiu chiu. Yeah, ten ten. Wow. Xe gì đây các bạn ơi? Wow, đây là một chiếc xe gặt lúa nha. Đấy chà. Một xe gặt lúa màu đỏ rất là đẹp. Wow. Ten ten. Một chiếc xe màu đỏ. Xe này là xe gì này? Hay. Wow. Xe cứu hỏa. Phải chắc. Tiếng Anh là xe cứu hỏa nhá. Ok. Đây nào. Wow. Một con cá này. Cá gì ấy nhở? Ôi trời. Wow, đây là một con cá. Cá gì này? Ten ten. Một con cá mập nha. Đấy, đang quậy đuôi này. Ten ten. Mình bắt nó ra khỏi mặt nước nha. Chú. Ok. Ten ten. Wow. Xe gì đây? Chú. Wow. Một chiếc xe ben màu vàng các bạn ạ. Đấy, đẹp quá nhờ. Nha, này đổ ben này. Ten ten. Ok. Wow, xe gì này? Thế nào? Chú, wow. Phải rửa đi mới được. Xe rất là đẹp các bạn ạ. Wow, thế nào? Ten ten. Đố các bạn biết xe gì này? Đúng rồi, đây là một chiếc xe cứu thương nha. Ambulance. Đấy, xe cứu thương. Ten ten. Wow. Một chiếc xe container màu vàng. Đấy. Đây là đầu container nhá. Thùng này. Thùng chở hàng đấy các bạn ạ. Wow, lại một chiếc xe gì màu vàng này. Ten ten. Đố các bạn biết đây là xe gì đây? Đấy. Đây là một chiếc cần cẩu nha. Đây, thu vào. Đấy chà. Ok. Wow. Một chú khủng long các bạn ơi. Ten ten. Một chú khủng long màu đỏ nha. Đây là khủng long ăn thịt các bạn ạ. Răng này. Wow, nhiều chưa? Đằng sau có một khẩu súng luôn. Đấy. Bắn chết con khủng long khác luôn. Đấy chà. Tên tên này bao nhiêu phút? Wow. Lại một chiếc máy trộn bê tông nữa các bạn ạ. Nha. Tên tên pizza.
Ok. Wow. Ten 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 ten. Đố các bạn biết con gì đây? Ten ten. Wow, đây là con trâu các bạn ạ. Đây, hai cái sừng trâu rất là dài nhá. Đấy. Đây là một chiếc xe rất là to luôn. Wow, xe tăng các bạn ạ. Chiu. Wow. Tèn tèn em. Một chiếc xe tăng rất là to. Hai khẩu pháo này. Đấy, chà. Chiu chiu. Thêm mấy khẩu súng nha. Đấy, chà. Ok. Và đây là một chiếc máy xúc. Wow, El Capito. Ten ten. Một chiếc máy xúc màu đỏ các bạn ạ. Đây, bên trong có một bác đang lái máy xúc nha. Chiu. Ok. Ten ten ten. Wow. Lại một chiếc máy cẩu các bạn. Đây, răng tay này. Đấy, để cẩu đồ vật. Chiu. Wow. Ok. Để đấy nha. Wow. Và đây là một chiếc xe lù. Ten ten ten. Và cuối cùng mình muốn giữ ở đây là một chiếc crane. Wow. Ten ten ten. Một chiếc máy cẩu màu vàng. Ôi, hôm nay mình dẫn các bạn đi tìm đồ chơi nhá. Ok, let's go. Wow, các bạn ơi, thì đây mình tìm thấy một chiếc máy xúc. Wow. Ten ten ten. Nhưng mà nó bẩn mất rồi. Cùng mình nhặt mang về rửa nhá. Đấy. Và đây là một chiếc xe ben chở đất, nhưng mà cũng bẩn mất rồi các bạn ạ. Đấy, chà chà. Wow, nhiều đồ chơi bẩn thế nhỉ. Cùng mình nhặt mang về nhá. Wow. Đây là một chiếc máy trộn bê tông nhá. Đấy, wow, nhiều đồ chơi thế nhỉ. Ai. Ten ten ten, cùng mình mặc về đi rửa nhá. Ok nhá các bạn ơi. Wow, quá nhiều đồ chơi luôn. Đấy. Đấy. Một chiếc máy bay nữa này. Đấy nhá. Ok, nào. Wow, quá nhiều xe đồ chơi luôn. Ok nhá. Wow. Đồ chơi bẩn hết rồi các bạn ạ. Mình nhặt về đi rửa nhá. Đây, một con trâu và một chiếc trực thăng này. Wow. Úi chà. Hey, dính rất là nhiều bùn luôn nha. Hay chà. Ok, mình cho xuống nước tắm nào các bạn ơi. Ý. Wow. Úi chà. Wow. Úi chà. Rất là mát luôn nha các bạn nha. Hay chà. Đấy. Tắm rất là mát mà rất là sạch luôn các bạn ơi. Đấy. Úi chà. Wow. Chiu chiu chiu. Tỏng. Đấy. Ui. Trong rất nhiều nước này các bạn này. Ai da. Các bạn ơi, đây là một em máy xúc El Capito. Wow. Ui. Ui chà. Lốp rất to. Ui chà. Gầu múc cũng to luôn nha các bạn nha. Ai. Mình múc nước cho các bạn xem. En. Chiu. Ui chà. Wen 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 wen. Chiu chiu. Ui chà. Wen. Bam bam. Wow. Ui chà. Một em máy xúc nha các bạn nha. Mình cho ra đây nha. Tiếp tục đi. Wow. Em này em gì đây các bạn ơi? Wow, một em xe trộn bê tông này. Ui, em này bẩn mà trông cứ như con bò sữa ấy các bạn ơi. Ha. Mình rửa em này nhá. Đấy. Úi chà. Wow. Na 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 na. Yu yu. Chiu chiu chiu. Toảng. Đấy. Các bạn ơi, một em xe trộn bê tông nhá. Em này là một em chắc mixer. Đấy. Wow. Quay tít luôn nha. Hay. Ok. Chiu chiu. Toảng. Đấy. Tiếp tục đi. Wow. Em này trông như kiểu siêu nhân bọ cạp ấy các bạn ạ. Đấy. Vì có cái cần này rất giống bọ cạp nha các bạn nhá. Nhưng em ấy là một em máy xúc lật, kiêm luôn cả máy xúc. Đấy. Ok. Wow. Úi chà. Chiu chiu. Toảng. Đấy. Úi chà. Các bạn thấy không? Em này quá xịn sò luôn nha. Rồi.
Wow. Em này múc nước được này các bạn này. À, cần này là để xúc đất này các bạn này. Đấy. Này, xúc đất, xúc nước. À, chà, nhưng mà không bằng cái cần này luôn. Cái gầu này múc được nhiều nước cực kỳ luôn các bạn ạ. Rồi, các bạn thấy nhiều nước không? Đấy. Heng chu chu. Pa pam. Ai sa. Wen 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 wen. Chu chu. Ui xôi, đổ luôn. Tiếp tục đi các bạn ơi. Hay sợ. Wow. Ui, em này bị vỡ đèn à? Em này đem gì đây? Ui, mình sẽ cứu em này nhá. Mình tắm sạch cho em này luôn các bạn ạ. À, xem nào. Ui sợ. Ui, em này em gì đây? Wow. Na 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 na. Chiu chiu. Toảng. Hay. Các bạn ơi, đây là một em xe cứu thương này. Ambulance. Hay. Em này có đèn xanh trắng ở trên đầu. Ambulance. Ai sợ. Ok, xe này là xe cấp cứu các bạn nhá. À, bệnh nhân nằm ở đây này. À, bác sĩ ở đây nhá, chú lái xe ở trên này. Đấy. Ui, em này chạy bằng điện luôn các bạn ạ. Đây này có cái bánh quay quay ở đây này các bạn này. Đấy, lắp pin nhá. Gạt công tắc này. Ai sợ. Ok, tí về mình lắp mình chơi các bạn nhá. Nào, tiếp tục đi. Ui. Hôm nay mình đi vào khu vườn mình nhặt được rất nhiều đồ chơi luôn các bạn ạ. Mà rất là bẩn nên là mình về mình tắm nhanh đi nhá. Hay. Chiu chiu. Toảng. Hay các bạn ơi. Em này là một em xe chở dầu này. Ôi chắc. Hay. Ok. Ui. Em này có cái cần ở đây này để bơm nước này các bạn này. Đấy. Ý xà. Lốp to cực kỳ luôn. Ui. Wow. Quay quá tít luôn nha các bạn nha. Cho ra đây. Tiếp tục đi các bạn ơi. Wow, em nào đây? À, em này đi. Em gì đây? Ý, cụ tè thế nhở. Ai. Toảng. Ôi, một em tàu thủy các bạn ơi. Ui, em này có khẩu súng bắn nước này các bạn ơi. Wow. Ui, có dây tơi này. Có thuyền cứu hộ này. Có radar này. Wow, có còi này. Ui chà, em này quá xịn luôn nha các bạn nha. Cho ra đây. Tiếp tục nha. Ui, hai em luôn nha các bạn nha. Hai em này nha. Chiu. Ôi. Na 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 na. Toảng. Các bạn ơi, đây là một em xe cảnh sát này. À, xe này là biệt đội cứu hộ các bạn nha. Chiu. Ui chà, một em xe lu các bạn ơi. Đây là một em Zonler. Ha, xe lu nha. Wow, super builder. Zonler. Ok, cho ra đây nha. Ui chà. Đấy, nhiều quá luôn các bạn ạ. Em này đem gì đây? Ui, hai em luôn. Trời ơi, wow. Nào. Em này là một em xe tải quân sự các bạn ạ. Em này có nòng pháo trên đầu nha các bạn nha. Rồi, bắn pháo được không nhở? Em này. À, đây này các bạn ơi. Mở được pháo luôn, bắn pháo luôn. Rồi, tầm. Dựng lên để bắn nha. Tầm, 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 tầm. Ui chà. Đấy. Rồi, quạch. À, một em xe tải quân đội, xe tải quân sự các bạn nha. He he, xem nào. Dưới này còn em gì đây này. Ui, em này ác này các bạn ơi. Wow. Ui, một em tàu hỏa Thomas trên. Đấy. Có cả máy xúc luôn. Đấy, có thể mở được máy xúc này. Đấy, chà. Wow, em này quá xịn luôn nha các bạn nha. Mà lốp cực kỳ to luôn. Đấy. Wow. Ui, chà. Lốp màu tím như mấy cute phô mai que các bạn ạ. Tiếp tục đi các bạn ơi. Hay sợ. Đấy. Na 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 na. Đó, một em xe trộn bê tông các bạn ơi. Đấy, em này là xe cứu hỏa này các bạn này. Xe này của biệt đội cứu hộ các bạn nha. Fire truck. Đó, ok.